Ngày hôm nay có bức tượng của Đức Mẹ. Đây là bức tượng này có từ thế kỷ 14 tới bây giờ. Buổi tối khiêng cái bức tượng Đức Mẹ đem trở về nhà thờ. Đi trở lại cái chỗ mà nhà thờ Đức Bà cái tượng này là cao 6 phút. Tượng này không có bị hư hại gì hết. Về cái bị trái hồi 2019. Đây là cái tượng đầu tiên được đưa trở lại ở ngay nhà thờ Đức Bà. Sắp tới đây, nhà thờ Đức Bà sẽ mở cửa vào tháng 12. Đại chiếu cho chúng ta xem có rất là nhiều năm qua đã sửa chữa lại nhà thờ Đức Bà. Khi mà vào tháng 4 ngày 20 Tây, lúc đó nhà thờ Đức Bà bị cháy vào 2019. Có nhiều người lúc đó rất là lo ngại, lo ngại cái chỗ nhà thờ Đức Bà sẽ mất, vĩnh viễn không có thể nào xây trả lời được. Tới ngày hôm nay, cái nhà thờ Đức Bà có từ thời xưa tới ngay bây giờ bắt đầu đứng dậy trả lời sau khi đã bị cháy. Tính ra tới ngày bây giờ là 5 năm rưỡi trời và làm rất là nhiều. Đây là có nguyên một cái quân đội, nguyên quân đội từ những người kiến trúc sư cho tới tất cả những người vẽ hình làm rồi từ nắng, từ khúc, từ chỗ, bất cứ cái gì, thợ mộc, thợ gì cũng có mặt ở đây để làm lại nguyên cái nhà thờ trước bà, trở lại giống như xưa. Đây là sửa chữa lại, làm giống như cái thời mà nhà thờ Đức Bà mới xây dựng lên hồi xưa. Ông Tổng thống Pháp Lúc đó thì có nhiều người đưa ra nhiều ý kiến đưa ra nói là xây dựng nhà thờ Đức Bà theo cái thời đại mới có nghĩa là nó làm theo mô đen của thời mới nhưng mà Tổng thống Pháp không có chịu nói nhà thờ Đức Bà phải đưa lại hoàn chỉnh y như của thời xưa có nghĩa là hồi lúc trước nó nhìn làm sao đó, bây giờ là phải làm y hệt lại như hồi xưa. chứ không có cái chuyện mà à, xây dựng theo đời mới, đời miết gì hết đó. Cả luôn những cái gì của thời 1800 thì cũng làm lại giống y hệt như cũ. Nguyên ở phía sau lưng cái nóc của nhà thờ Đức Bà phải xây dựng trở lại giống như hồi lúc trước. Và phải xây lại giống y như cái thời mà 1800, hồi xưa họ thiết kế cái nóc làm sao, thì bây giờ làm giống y hệt như vậy. Ở bên Pháp, những cây ốc mà có lâu đời thì họ đi cắt những cây ốc đó để mà xây dựng để xây lại nguyên cái nóc của nhà thờ Đức Bà y như thời xưa. Ông này là một trong những người thợ mộc mà làm ở trong nhà thờ Đức Bà. Ở bên Normandy, chúng tôi nhận khoảng chừng 600 những cái cây Tất cả đây là những cây ốc mà lâu đời mới vừa cắt ra để mà đem tới. Tất cả những cái ốc này đó là làm giống y như truyền thống của hồi xưa. Những cái cây mới cắt xuống thì còn mới toan. Sau khi đó là trẻ ra làm lợi đâu ra đó trở thành cái sườn. Ông ta là người thợ mộc của trên Hoa Kỳ. Ông được tới đây, ông ta ở Mỹ cũng làm giống y hệt như vậy. Sau khi đó thì tất cả những cây ốc phải đẻo, cắt qua đâu ra đó dùng những cái cây búa của thời xưa. Và làm giống y như thời xưa, cho nên khi một cái cây ốc mà đưa lên trở thành cái sườn của cái nóc nhà của nhà thờ Đức Bà thì nó hiện ra rõ ràng giống như những gì hồi lúc trước thì nhìn thấy hết giống như thời mà 1.300 hồi xưa tất cả những cái framework này là nằm về hướng đông ở bên Pháp đã cắt, đã làm đủ hết ở trong một chỗ rồi đưa tới đây sau khi mà đem tới paris rồi thì lúc đó mới lắp ráp vô rồi mới kéo lên trên mới để đâu ra đó có nhiều cái món đồ ở trong cái của nhà thờ đức bà bị cháy thì nó vẫn còn lại đâu ra đó cả luôn là cái thánh giá mà cao bốn chục phút múc trên trời thì cũng vẫn còn lại đâu ra đó. Bây giờ là gắn trở lại y như chỗ cũ. Gắn lại ở trên nóc của nhà thờ Đức Bà y như trước. Cái bà đó là một trong những người mà cũng làm việc mà coi kiểm soát để mà sửa chữa cây thánh giá ở phi trình. Chúng tôi rất là mừng, rất là mừng có thể dùng cái cây thánh giá cũ của thời xưa mà sửa chữa lại, rồi làm lại đâu ra đó để mà gắn lại chỗ cũ. Đó là rất là quan trọng đối với chúng tôi quan trọng với nhà thờ Đức Bà. Bells from the North Tower also the blaze. Rồi cả luôn những cái chuông nằm về hướng bắc của cái nhà thờ thì vẫn còn đâu ra đó. Had to be taken out the was in of Và họ phải lấy những cái chuông lớn này ra tại vì sợ nó sập từ trên xuống luôn phải lấy ra hết sau khi đó là đem qua normandy để mà lau chùi sạch sẽ làm lợi đâu ra đó rồi đem trả lời cái ngày mà mở cửa của nhà thờ đức bà khánh thành một lần nữa thì sẽ được nghe những tiếng chuông này từ rất là lâu đời thì bây giờ trả lời theo ông Sim nói cho biết đã rất là lâu rồi paris thấy rất là yên lặng yên lặng tới độ không tưởng tượng tại vì không có những cái chuông này báo mỗi ngày đối với ở paris chúng tôi thì cái tiếng chuông này rất là quan trọng nó là một trong những cái mà cuộc sống một trong những cái mà đời sống của chúng tôi nhìn thấy mỗi ngày tới ngày hôm nay được nghe trả lời trong những cái cũ nó có những cái mới ở trong nhà thờ nữa và cái nóc của nhà thờ đức bà thì ngay bây giờ thì họ làm đủ hết để làm cho nó chống lại cái cháy. Giống như test đủ hết để đâu ra đó đừng cho bị cháy giống như mới lần rồi. Và làm như vậy để cho nhà thờ Đức Bà vẫn tiếp tục nằm một trong những cái mà nổi tiếng ở bên Pháp và ở trên bầu trời của Pháp ở Paris đây là của đài cbs báo cho chúng ta biết vào bữa ngày hôm nay ok đó là của đài báo cho biết nhà nhà thờ đức bà trong lúc này là đang hồi phục trả lời so uh, it's very nice to see uh, coming back đó. còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tên ngày hôm nay năm nay thì có nhiều cái chúng ta có thể nhiều cách để cho chúng ta được tiết kiệm tiền một chút xíu bắt đầu của về chợ Target. Target đưa ra chương trình là 20 đồng có thể cho bốn người ăn trong cái ngày lễ Thanksgiving. Phần ăn này đó là có một con thức kỳ khoảng chừng 10 pound. Trong còn cộng thêm là có gravy, có mashed potato. Cả luôn là đậu à, ăn chung đó. Còn đối với Amazon thì đây là Amazon Fresh đưa ra chương trình vậy. Amazon Fresh đưa ra nguyên một cái rổ của về ăn ngày lễ Thanksgiving Cho 6 người ăn Dưới chục đồng Nếu mà mua những cái brand Mà của Amazon Rồi những người nào là Nằm trong Prime Member của Amazon Thì sẽ được bớt 10 đồng Rồi đây là cái chợ Tên Lidl Thì cũng đưa ra chương trình họ có nguyên một cái kit là cho 10 người ăn trong ngày lễ Thanksgiving chỉ có 45 đồng. Đó là 4 đồng 50 cent cho một đầu người. Đây là cái giá tiền rẻ nhất mà chúng tôi kiếm được ở trong những cái chợ mà đưa ra chương trình bán cho ngày lễ Thanksgiving. Từ, từ lấy được nguyên con gà bự trần dần, để cho uh, tổng cộng 10 người ăn Còn cộng thêm rất là nhiều món khác nữa À, cộng thêm là những cái stuffing Rồi cả luôn sweet potato, khoai, ai lang Rồi cộng luôn khoai tây đủ hết Cộng thêm là cái dinner roll nữa Còn với tỷ như mọi người mà không có muốn nấu đồ ăn Nấu gì hết trơn đó Cái đó là mình mua về mình nấu Còn với tỷ như mình không muốn nấu gì hết mình có thể check out của Sam Club hiện tại trong lúc này. Sam Club là cái chợ. Họ đưa ra nói là có nấu sẵn sàng. Một cái phần đồ ăn 100 đồng cho 10 người ăn. Họ sẽ đem tới thẳng lợi nhà mình luôn, à, chứ mình không có cần lại đó lấy luôn. Thứ nhất là mình sẽ được nguyên một cái con turkey hickory, là smoking là cái 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 mùi gỗ của hickory đó họ nướng cái con gà lên cho nên rất là thơm cộng luôn là có sáu cái size order đi chung của trong cái phần ăn cho mười người cả luôn là mac and cheese qua wow, có mac and cheese nữa rồi cộng luôn là cái pumpkin pie đưa chung đó there we go sửa soạn cho ngày lễ thanksgiving nha everyone sửa soạn cho ngày lễ thanksgiving còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài ABC News báo cho biết. Vào buổi sáng ngày hôm nay, ông Robert Kennedy Jr. hứa hẹn Ông ta nói sẽ thay đổi hoàn toàn, hứa hẹn là sẽ thay đổi hoàn toàn về của sức khỏe của trên Hoa Kỳ khi ông ta kiểm soát. Ông ta sẽ được trở thành cái người mà chức quyền cao nằm ở trong coi về sức khỏe của Hoa Kỳ. Hồi lần rồi, ông ta phát biểu nói là tháng 8 ngày 23 Tây. Ông ta nói là tháng 8 ngày 23 Tây lúc đó là Chúa Trời. Chúa Trời đã bang tôi xuống và đã kêu tôi tới với ông Donald Trump. Và ông Robert Kennedy cũng là cái người đưa ra nói lộn xộn sự ngầu về cái chuyện mà thuốc ngừa vaccine. Ông ta nói là thuốc ngừa vaccine nó làm cho người ta bị tê liệt, bị đủ hết. Hồi lúc năm 2000, 23 tháng 7, ông ta nói trên Đài Pháp. Ông ta nói, tôi tin tưởng là những người mà bị bệnh mà khuyến tật là những người là từ chích vaccine ra cho nên mới bị như vậy. Những gì ông ta đưa ra nói, đây là vaccine. Vaccine đây thì đã nghiên cứu là gần mấy chục năm nay rồi sau khi đó rất là nhiều những cái chỗ chuyên môn cá nhân họ đã đưa ra nghiên cứu về cái chuyện mà vaccine nó có thật sự là tốt như thế nào và họ mới biết được rõ ràng là thuốc ngừa vaccine nó chẳng có dính dáng gì tới cái chuyện mà những người mà bị khuyết tật gì đó thì không có dính dám gì nhau cả. Ông Robert Kennedy nói, khi ông ta trở thành làm sếp coi về sức khỏe trên Hoa Kỳ, ông ta sẽ không có lấy đi vaccine. Cho dù mà ông ta không tin tưởng, ông ta cũng không lấy đi. Nhưng mà thật sự ra ông kennedy và bảy người con của ổng đều đã chích thuốc ngừa vaccine hết chân rồi của về con việc chứ không phải là không có chích Đài hỏi những người ở trong quốc hội đây là người dân biểu hỏi như vậy Đài hỏi về cái chuyện mà ông robert kennedy ông ta đưa ra nói không tin tưởng về vaccine không tin tưởng về khoa học không tin tưởng tú lưu xua chân Vậy thì ông trở thành cái người mà coi về sức khỏe của Hoa Kỳ, về thuốc men, về đồ ăn, về tá lả chân. Nếu như vậy thì như thế nào đây? Đây có phải làm trong loa hay không? Theo ông đó nói, chúng ta phải đẩy đi cái ông này thôi. Tại vì đây là những gì mà chúng ta phải cần, phải cần bầu, của trong quốc hội và đẩy đi ông robert kennedy không có đẩy cho ông trump bầu trong này đó là những gì cần thiết trong lúc này ông này đó là cái người mà đi tranh cử tổng thống trên hoa kỳ đứng mút chỉ từ xa luôn vào mùa hè này thì ông ta ngừng không có đi tranh cử nữa sau khi đó là một ba nhảy qua ủng hộ cho ông trump hoàn toàn rồi sau khi đó kiếm đủ cách hết để mà biến trở thành nằm trong cái inner circle của ông Trump dưới tài quản. Trump mới đây lên phát biểu hồi lần rồi vào tháng 11 một ngày một tay nói là ông Robert Kennedy sẽ lo cho sức khỏe cho phụ nữ của trên Hoa Kỳ và lo cho sức khỏe cho tất cả những người dân trên hoa kỳ tới trong lúc này đây là một trong những cái mà đứng đầu của kennedy phải cần giải quyết đó là john kennedy nói sẽ đưa ra chương trình để mà về những cái đồ mà đồ ăn mà chip rồi đủ hết những cái đồ ăn mà biến chế theo ông Kennedy bắt đầu một ba bây giờ nói là sẽ đưa ra cái chuyện mà không có cho mà nhuộm màu đồ ăn. Nhuộm màu bằng cái gì đó không cần biết. Sẽ ngừng. Và John Kennedy nói là những cái này nó không đúng theo chương trình của FDA gì đó sẽ ngừng lại. Và theo của faa thì đưa ra trong cái nước của hoa kỳ nó có một chút xíu mà cái chất khoa học nằm ở trong đó để làm cho khi xúc miệng đừng có bị răng hư nhiều để làm như vậy nó tốt cho sức khỏe nhưng mà kennedy nói là những cái đó là phải dẹp luôn chỉ cần xài nước bình thường thôi kể từ 1962, fluoride của chính phủ Hoa Kỳ đã nghiên cứu những người khoa học gia đã đưa ra nói là tất cả những nước của trên Hoa Kỳ, những cái nước uống cũng vậy phải có thành phần cái chất đó trong đó một chút xíu đó là giúp đỡ cho sức khỏe. Nhưng mà theo Kennedy thì không đồng ý gì chuyện này. Kennedy nói những người mà uống nước mà nó có cái chất đó nằm ở trong nước thì nó làm cho người ta cái IQ cái thông minh này kia nó bị thấp rồi làm cho xương bị vấn đề. Tất cả những cái gì mà Kennedy đưa ra nói mà nói những gì mà coi ở trong báo nghiên cứu gì đó. Đó là khi mà trong nước nó có cái thành phần của cái chất khoa học fluoride nằm trong đó nhiều thì nó mới bị như vậy chứ còn mà nước bình thường mà có một chút như trong đó đó là giúp chứ không phải là hại ngay bây giờ đối với trên Hoa Kỳ cái chất ở trong nước thì nó còn thấp hơn là những gì mà nên có nữa nhưng mà ông Kennedy thì không đồng ý gì chuyện này đó là của đài Bảo Trò biết ha Kennedy muốn took it away đó uh, a lot of stuff he want to take it away. Còn đây là của Đài Bảo Tâm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay, đây là của Đài CBS Bảo cho chúng ta biết. Well, president elect Donald Trump campaigned on implementing tariffs as part of Cái người mà đi tranh cử tổng thống mà được chọn trở thành tổng thống sắp tới đây, ông Donald Trump ông ta đi tranh cử đưa ra về cái chuyện mà tăng thế. Ngay bây giờ, rất là nhiều cơ sở làm ăn đang sửa soạn. Đang sửa soạn cho những gì mà Trump nói lúc mà Trump đi tranh cử là tăng tiền thế. Ngay bây giờ thì có rất là nhiều cái chỗ họ đang lo lo là Trump nói là tăng tiền thế cái này, tăng tiền thế cái kia, thì chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới đây? Và có một số những cái cơ sở làm ăn lớn thì nói là họ sẵn sàng cho những cái gì mà Trump sửa soạn khai thấy. Nói là tăng lên càng nặng thêm nữa. Còn đối với ông Xi, Tổng thống bên Trung Quốc đưa ra cảnh báo cho Trump. Ông Xi nói, ông Trump mà tăng lên tiền thế mà nhập khẩu từ đồ Trung Quốc qua Hoa Kỳ thì không khác nào là đi ngược trả lời của thời lịch sử hồi xưa. Đây là của đài báo cho mình biết về chuyện này. Ngày hôm nay, Beijing đang sửa soạn soạn cho một ngày mới về của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngay bây giờ, Beijing cũng đang lo, lo là cái đợt kỳ thứ hai của ông Trump làm tổng thống. Trump lần rồi đi tranh cử tổng thống nói, tôi đây sẽ làm y hịch đối với Trung Quốc là tôi đây sẽ đóng tiền thế cho nó chết bà nó luôn. Theo người phụ nữ này nói, hồi lần rồi Trump làm tổng thống, không có khá, không có bạn bè cho lắm với Trung Quốc. Đây là bà ta nói cho đài CBS biết ở bên Beijing ông này nói đối với tôi thì tôi rất là thích trump đó là cá nhân riêng của tôi ông ta làm nhiều cái không có bình thường cho nên tôi thích ông ta trump đưa ra cái chương trình nói là à, tăng thế đủ hết về kinh tế trong lúc này Trump nói sẽ tăng lên 60% thế, thế cho tất cả những cái gì mà của Trung Quốc nhập vô trong Hoa Kỳ. Và Trump làm như vậy, đó là bảo vệ cho hãng xưởng đồ đạc của trên Hoa Kỳ. Khi mà Trump làm như vậy, đó là kiếm cách nói là làm cho giữ tận gì đó với Trung Quốc, nhưng mà thật sự ra thì khác. Ông Trần là cái người ở ngay trường đại học. Đó là tại vì thì Trung Quốc là những cái cây trồng trọt gì đó cũng nhờ Hoa Kỳ, rồi đồ đạc gì đó là cũng nhờ Hoa Kỳ. Và ông ta cũng nói là không có nên đầu tư cho lắm về cái chuyện của bên trung quốc trong lúc này khi mà chuyện nó đang lộn xộn giữa trung quốc và à, hoa kỳ còn cộng thêm hiện tại ngay bây giờ trung quốc đang gặp cái chuyện mà kinh tế phát triển nó rất là chậm rồi cả luôn là market, kịch cổ phiếu của bên trung quốc mới đây là bị sụp đổ còn cộng thêm thất nghiệp bên Trung Quốc ngay bây giờ là cao nhất từ trước tới bây giờ. Một trong những cái mà lớn nhất xảy ra Trung Quốc nữa đó là về cái chuyện mà của xảy ra bên Taiwan. Taiwan đó là một cái vấn đề của trong tất cả những vấn đề của Trung Quốc. Theo của Beijing nói cho biết, cái đảo mà nằm của đảng Cộng Hòa ở bên Taiwan có 23 triệu người sống ở đó. Trung Quốc nói là hứa hẹn là tôi thề tôi sẽ lấy lại Taiwan trở thành của Trung Quốc. Còn đối với Hoa Kỳ thì đưa ra cũng hứa hẹn là sẽ bảo vệ Taiwan. Nhưng mà dân của Taiwan đang lo đó là Trump. Có lẽ là Trump là không có chịu là bảo vệ Taiwan giống như những gì mà Hoa Kỳ đã hứa từ trước tới bây giờ. Đó là của đài báo cho biết. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết. Anh chị em nhớ ngày hôm qua về cái chuyện fake boxing của uh, Mike Tyson và Jay Paul. Here we go, take a look at this. Overnight, Jake Paul defeating Mike Tyson. Hồi tối hôm qua là boxing giữa hai bên, Jay Paul đã thắng Mike Tyson. Đây là một trong những cái mà trận đấu mà trở thành là nhớ tới Hai bên đấu nhau rất là lâu Sau khi đó thì Do quyết định ở phía dưới Thì những người mới đưa ra là tới giờ rồi Tính ra số điểm bao nhiêu người đánh bao nhiêu trận gì đó Thì tính ra à, là người nào được thắng vậy thôi Rồi Jay Paul đã được thắng Jay Paul đưa lên phát biểu lúc mà thắng. Jay Paul nói là đối với tôi thì tôi đây là rất là ủng hộ cho Mike Tyson. Nhờ ông ta đủ hết thì tôi thấy gì tôi mới trở thành người boxing cho nên mới có ngày hôm nay. 2005, when... Kể từ hồi lúc 2005 tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Mike Tyson trở lại boxing. Paul, còn Jay Paul là cái người mà hồi lúc trước là YouTuber. Sau khi đó, biến trở thành cái người mà chơi đánh boxing. Ở lúc mà Mike Tyson nổi tiếng thì Jay Paul lúc đó chỉ có 8 tuổi thôi. Theo đại hỏi, ông Mike Tyson hỏi là ông thấy Jay Paul như thế nào? Thì Mike Tyson nói Jay Paul cũng tốt lắm. Jay Paul 27 tuổi. Mike Tyson 58 tuổi. Cách nhau là 30 tuổi. Đây là hai cái người tuổi khác nhau mà từ trước tới bây giờ mà chưa từng thấy cái tuổi cách xa như vậy nhìn thấy rõ ràng Mike Tyson bây giờ đã lớn tuổi rồi. Nhúng nhích, đánh thì nó chậm hơn là chơi Paul. Hồi lúc trước thì Mike Tyson đánh rất là nhanh, ngay bây giờ là chậm hơn. Mike Tyson là đánh chúng chỉ có được có 19% cái đánh của ông ta thôi. Lúc đầu là đưa ra nói về cái chuyện mà đấu cái gì cái gì, rồi sau khi đó là biến trở thành làm càng ngày càng dữ tận thêm nữa về trận đấu của Mike Tyson và Jay Paul. Hai bên là đánh boxing là không có nót cao, hai người đánh rồi sau khi đó tính điểm tới hết giờ có người nào thắng vậy thôi họ ờ, cái boxing club của họ thì nó làm nhẹ xuống. Cho nên hai người đánh nhau nó không có mạnh tới cái độ mà knock out. Chỉ có đánh cho tới lúc hết giờ. Khi mà trước khi bắt đầu của về trận đấu, Mike Tyson đã tán một phát vô mặt Jay Paul. Sau khi đó là Jay Paul chỉ cái lỗ tai của mình nói với Mike Tyson là về cái chuyện Mike Tyson hồi xưa cắn lỗ tay người khác khi boxing. Jay Paul nói, tôi đây có gắn nguyên cái trên lỗ tay bằng diamond hộp sòn không? Cho nên um, của Mike Tyson mà cắn vô là đứt lưỡi, cho nên cái kiểu nói là vậy đó. Rồi ở trên Netflix đó, ngày hôm qua và ban đêm, người ta coi đông nghẹt luôn, ai mình mean lại like, quá đông luôn ở trên Netflix không có thể nào coi được. Làm cho livestream ở trên Netflix người ta bấm vô coi bị trục chặt vấn đề. Ngày hôm qua là có hơn 120 triệu người đã xem của cái trận đấu của Jaypor và Mike Tyson ngày hôm qua ở trên Netflix. Rồi Jay Paul nói là như vậy làm cho cái Netflix đã bị crash luôn, bị ngừng chạy luôn. Tới ngày hôm nay thì chúng ta có thể xem được cái trận đấu của Mike Tyson và Jay Paul ở trên Netflix. cái người này hỏi Mike Tyson là ông có phải chứng minh cho thế giới được biết là ông có thể đấu liên tiếp là 8 cái hiệp luôn có phải không? Mike My Tyson trả lời, đối với tôi, tôi không cần chứng minh cho bất cứ người nào cái gì hết. Tôi đây chỉ chứng minh cho bản thân của tôi, tôi có thể làm được như vậy thôi. Ok, đó là của đài, báo cho biết nha. Ngày hôm qua nhớ, mọi người nhớ cái trận đấu của Mike Tyson and Jay Paul a, trên Netflix là nó luôn luôn đó. Shack yeah, the whole Netflix, đông ngạc người coi đó. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tình ngày hôm nay. Look at this, đây là của đài CNN News, báo cho biết. With loved ones at in in... Những cái người mà có gia đình ở trong nhà thương uh, chỗ này, Joseph, thì họ rất là giật mình. Họ không thể nào tưởng tượng là có cái chuyện này đã xảy ra. Đó là người phụ nữ này, 44 tuổi. Bà ta giả lầm làm một cái người mà y tá làm trong nhà thương và bà ta coi rất là nhiều người bệnh ở trong nhà thương. Sau khi đó là bà bị người ta biết bà là ai rồi bị đuổi. Ông này nói đây tôi rất là ngạc nhiên về cái chuyện mà như vậy xảy ra. Tại vì tôi mới từ trong nhà thương bên kia đi ra mà. Và nếu mà có một người nào đó mà trong nhà thương mà giả làm y tá mà có thể làm trong đó mà có nhiều người bệnh như vậy thì không thể nào tưởng tượng được. Đối với tôi, tôi giật mình về chuyện này. Theo của cảnh sát ở ngay Burbank, California nói cho biết bà ta giả dạ, lấy tên của một cái người mà làm y tá mà không có phải trong tiểu bang này. Bà ta làm ở trong cái chỗ nhà thương này từ hồi tháng 4 cho tới tháng 5. Và bà ta lo cho khoảng chừng 60 người và bả lấy tiền, tiền check nữa. và bà ta cũng cũng làm ở một cái chỗ giả giống như vậy ở ngay nhà thương đó là tên là Henry May. Ở Valencia. Theo được báo cho biết từ nhà thương báo rằng bà ta làm đây là bà làm chung với những người training đủ hết trơn của ở trong nhà thương. Cô này nói, đây là tôi suy nghĩ là chuyện này làm sao có thể xảy ra. Cô ta nói là cái chuyện này nó có như vậy làm cho cổ rất là lo về cái chuyện mà y tá mà trà trộn vô trong nhà thương mà giả như vậy muốn giả trở thành một y tá trong nhà thương không có phải dễ dàng apply, với tỷ như mình muốn xin vô trong nhà thương làm mình phải đưa ra cái bằng của mình là y tá có nhiều chỗ nhà thương cũng đưa ra khi muốn xin vô mình phải đưa cái bằng mà mình ra trường đó là cho cái copy của cái bằng một cái in lợi của cái bằng cho người ta chứng minh rõ ràng rồi sau khi đó đó là nhà thương họ check đâu ra đó rồi họ mới cho một người tá vô làm và coi cái người đó là có đủ đâu ra đó để mà coi kiểm soát cho người bệnh nhân hay không. Rồi từ những cái program rồi test rồi đủ hết. Và trở thành một người là phải coi là người đó có license đàng hoàng thì mới cho làm. Theo được báo cho biết là bà này không phải là làm một cái nhà thương như vậy, mà bà đi nhiều nhà thương khác nhau bà làm, và bà lãnh tiền check giống như y hệt như vậy đó. Ở nhiều cái chỗ nhà thương ở bên California, à, bà đã làm chuyện này. Từ ở California, Arizona và New York, bà này nói, bà đang lo lo là giống như bà à, bây giờ đang làm ở bên California. Bà nói với tỷ như một người nào đó mà biết được cái cái chương trình của bà, bà từng đi học ở chỗ nào ra làm sao. Rồi sau khi đó thì giả bả tên tuổi của bả đi làm ở một chỗ khác thì như thế nào? Dạ yeah, bây giờ nguy hiểm lắm. Giấy <laughs> tá cũng giả được đó. Ok, đó là của đài báo cho biết nha. Tới ngày hôm nay nó trở thành vậy rồi. Tới đây là Andy cũng xin tạm ngừng. Mạnh khỏe hết. Take care all. Bye bye.